Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Và trước mặt các bác đây đang là một mẫu vang JBL KX180 phiên bản hàng Xian, hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé. Phiên bản này nó sẽ được trang bị cổng quang official các bác nhé, và hai đầu vào AV để cho các bác sử dụng được những chiếc cổng quang thì nó âm thanh nó sẽ hay hơn. Và đặc biệt là con vang này là nó ăn phần mềm của hàng JBL xịn các bác nhé. Ở đây KX180 đây là phiên bản tiếng Anh, đây là phiên bản tiếng Trung Quốc, em đều có hai phiên bản hết. Và đây là phiên bản của hàng chính hãng các bác nhá, ăn luôn này, nhập vào phát ăn luôn các bác nhá. Đây nó sẽ có ba cổng vào là VOD, BGM và Official. Lần sau Official này sẽ không kêu luôn, xong BG thì cũng không kêu, VOD thì kêu các bác nhá. Đây con này nghe nó sẽ trong trẻo, âm thanh nó khử noise tốt hơn, tại vì nó được trang bị chip AKM, chip xử lý âm thanh không nhá. Và đây là chip driver 21489, và bên cạnh đó là thanh dao rất là chất lượng. Những cái con hàng xịn thì nó sẽ ăn phần mềm của hãng JBL xịn như này các bác nhá. Hàng này là hàng nội địa của China, và giá em đang để cho các bác là 4.500.000 đồng cho phiên bản này. So với phiên bản chính hãng thì nó lên đến là 8 triệu thì các bác đã tiết kiệm được 3.500.000, và chất âm thì nó giống hoàn toàn nhau các bác nhé. Bên trong bên ngoài vì chất lượng đều như nhau hết. JBL KX180 là một những chiếc vang số hiện tại đang là hay nhất ở trên thị trường. Ngày xưa thì người ta sẽ hay dùng dòng X5 đến X12 để lắp phòng hát, nhưng mà hiện tại bây giờ thì người ta sẽ dùng dòng vang KX180 cho những bộ âm thanh cao cấp thì mà mới dùng những cái dòng cao cấp như này để dùng các bác nhé. Chuyên nghiệp âm thanh chất lượng thì là các bác mới dùng dòng này, JBL KX180 rất là chất lượng. Và bây giờ thì em sẽ thử tiếng mic để cho các bác cùng thưởng thức chất âm của chiếc mic này và đang xử lý qua con vang các bác nhé. Hiện tại em đang dùng đẩy Beijing LA600 và đôi loa JBL 6120 MK2 các bác nhé. Rất là nhiều các bác hỏi mua những chiếc vang như này rồi. Em sẽ thử tiếng mic. Nghe rất là hay, âm bát rất là ấm các bác nhé. Tiếng bát rất là ấm. Ok các bác, giá là 4.500.000, giá là hơi đắt một chút nhưng mà tiền nào của đấy các bác nhá. Thì các bác dùng dòng này thì là các bác có một nhu cầu ca hát thực sự tuyệt vời và nghe nhạc âm thanh chất lượng cao thì đây là một sự lựa chọn cho các bác. Có những dòng vang số X thì nó sẽ rẻ hơn hơn 1.000.000 thì các bác dùng dòng đấy cũng đã rất hay rồi. Nhưng các bác nào thích hay hơn nữa thì đây là sự lựa chọn cho các bác nhá. 4.500.000 giá này không mặc cả cũng như là không trả giá các bác nhá. Giá em để cho các bác là giá là rất là tốt rồi. Các bác lưu ý cho em là dòng này sẽ ăn phần mềm của hàng JBL Entertainment các bác nhé. Các bác có thể điều chỉnh online, offline đều được hết. Các bác có máy tính thì em sẽ sử dụng cho các bác. Quan trọng nhất là cái phần effect các bác nhé. Effect Main Surround Center thì em sẽ xử lý cho các bác. 100% hay, không hay thì các bác có thể trả lại em được các bác nhé. Chắc chắn là điều như vậy. Các bác hát trong vòng 1 tuần các bác cảm thấy hay, ưng ý thì các bác nhận. Còn không thì các bác trả đi em rất tự tin về cái phần mềm cũng như là phần chỉnh âm thanh cũng như là chất lượng của con vang này cho các bác thử thoải mái. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau ạ.